nhóm người này bị gắn lên cổ dây xích chó, trở thành thú cưng trong tay của người ngoài hành tinh, bức ép họ đi tìm kiếm những con người còn may mắn sống sót. Sau đó dùng vũ khí khoa học kỹ thuật cao để phóng thích hơi độc, loài người không có trí tuệ thì chỉ có thể bị độc chết. Ở nơi đây họ bị xem như là những con gián, cứ cách nhau 3 tuần thì sẽ thực hiện kế hoạch thanh tẩy loài người. Có người sẽ bị giống loài ngoài hành tinh đạp chết bằng bàn chân khổng lồ của chúng. Nhìn thấy đồng loại bị chết một cách bi thảm như thế, loài người may mắn sống sót bắt đầu hợp sức lại để phản kích, dùng móc sắt giữ chặt lấy cơ thể của người ngoài hành tinh, kéo ngã chúng xuống đất. Sau đó tấn công đồng loạt để tiến hành công kích, cho tới khi làm cho người ngoài hành tinh hoàn toàn bị giết chết. Nhưng tộc đàn của họ sắp sửa bị diệt tuyệt rồi. Người phụ nữ này muốn dẫn theo con trai của mình rời khỏi đây, nhưng lại bị một cánh tay khổng lồ giữ lại. Chỉ cần leo qua được ngọn đồi này thì có thể được sống rồi. Nhưng có 3 em bé khổng lồ ngoài hành tinh đã bao vây hai mẹ con lại. Chúng nâng người phụ nữ đưa lên không trung và trực tiếp ném xuống cho chết. Một mạng sống trong mắt của chúng chẳng là cái thá gì cả. Một cô bé người ngoài hành tinh đi ngang qua đã nhặt đứa trẻ lên, chuẩn bị mang về nhà để xem như là thú cưng mà nuôi dưỡng. Vì để đề phòng đứa trẻ này trốn thoát, họ sẽ gắn lên đó một cái vòng cổ. Điều này khiến cho đứa bé cảm thấy rất không thoải mái, muốn kéo đứt nó. Một khi đứa trẻ chạy ra khỏi phạm vi quản lý trong tầm mắt, thì Tiwa sẽ dùng vòng tay để hút đứa trẻ đó quay trở về, đồng thời đặt tên cho đứa trẻ là Tơ. Người ngoài hành tinh ở đây mỗi ngày đều phải ngồi thiền, linh hồn sẽ biến thành quả cầu bay về phía xa xăm. Họ sở hữu kỹ thuật tiên tiến, trí thông minh đã vượt xa loài người rất nhiều. Bọn chúng thống trị cả tinh cầu cùng với toàn bộ sinh vật. Nhưng năng lực sinh sản của loài người quá nhanh, nên cứ mỗi 3 tuần lại phải giết chết để giảm bớt. Tơ không có trí tuệ sẽ được đem đi thuần hóa trông giống như thú cưng. Chỉ cần làm cho Tiwa không vui thì sẽ bị đưa vào trong nước. Muốn chơi đùa như thế nào thì chơi, cho dù bị chơi tới chết luôn cũng không thành vấn đề. Tơ tức giận há miệng cắn vào tay của Tiwa. Không ngờ máu chảy ra lại là máu có màu xanh. Vì để trả thù Tơ, Tiwa tạo ra một đám mây đen trên đầu của Tơ, đi tới đâu thì ướt tới nấy. Thậm chí còn cho phóng thích tia sét để bắn vào người của Tơ, vì muốn khiến cho thú cưng của mình khác với những người khác. Tiwa khi có thời gian sẽ dạy cho Tơ nói chuyện. Tơ yêu Tiwa. Tơ thông minh rất được lòng Tiwa, ngay cả đi ngủ Tiwa cũng muốn ôm lấy Tơ. Tiwa đã cuộn tròn cơ thể mình lại như một con rắn. Khi học tập kiến thức, cũng sẽ để cho Tơ cùng nghe kiến thức từ trong cái tai nghe. Tiềm lực của cậu bé lần đầu tiên đạt được khởi phát, cậu bé cảm thấy vô cùng thần kỳ. Nhưng đây cũng chính là sự bắt đầu cho việc Tơ đẩy lùi lại nền văn minh ngoài hành tinh. Lúc này vài tên người ngoài hành tinh yêu cầu Tiwa mang thú cưng của nó tới đây quyết đấu. Hai con người hoàn toàn không có bất kỳ trí tuệ gì đang xé xác lẫn nhau, mục đích chỉ là vì muốn lấy lòng của chủ nhân mình. Tiếp theo khi Tơ đối chiến với một tên loài người khác, còn chưa bắt đầu thì uy nghiêm của Tơ đã khiến hắn ta sợ hãi, khiến cho nó cuối cùng trực tiếp đưa tay lên xin đầu hàng. Trải qua quá trình học tập từ trước, Tơ quá khát khao có được nhiều kiến thức hơn nữa. Nhân lúc Tiwa không ở đây đã lén lút mở tai nghe lên học tập. Nhưng âm thanh vang lên từ tai nghe đã thu hút cha mẹ của Tiwa. Bước vào thì phát hiện Tơ đang lén lút học tập kiến thức. Đối với họ mà nói đây tuyệt đối là không được phép. Cha yêu cầu Tiwa không được đưa Tơ theo cùng mỗi khi cô học tập, nhưng cô hoàn toàn không nghe lọt tai, khiến cho cha Tiwa tức giận ném Tơ trở lại vào trong lồng giam. Hôm đó toàn bộ những đứa trẻ của người ngoài hành tinh lần đầu tiên ngồi thiền tập thể, linh hồn của chúng bắt đầu bay ra bên ngoài. Nhưng khi Tiwa quay trở về nhà thì Tơ không thấy đâu nữa, ngay cả tai nghe cũng biến mất. Tơ khao khát trí thức đã lén lấy trộm tai nghe đi mất. Vốn tưởng rằng như thế sẽ có thể chạy thoát, nhưng Tiwa lập tức điều chỉnh hộp số trên vòng tay lên mức cực đại. Tơ chạy tới nơi xa đã bị hút quay trở về. Thật may mắn là cái tai nghe đúng lúc bị rễ cây giữ lại. Một cô gái phát hiện ra cái vòng đeo trên cổ của Tơ, nên dùng vũ khí cắt đứt nó và cứu được cậu ta. Cô bé nghe được đây là cái tai nghe do người ngoài hành tinh phát minh ra thì vô cùng ngạc nhiên. Cô ta chưa bao giờ nghe qua những kiến thức như thế này. Chỉ là âm thanh phát ra từ cái tai nghe đã khiến cho cô gái sợ hãi bỏ chạy. Sau đó cô đã dẫn Tơ quay về bộ tộc của những người may mắn sống sót hoang dã. Nhìn thấy cách ăn mặc kỳ lạ của Tơ, mọi người đều đang cười nhạo cậu ta. Lúc này một con người đang đập vào cái hộp ở gần đó. Tơ nói với người này rằng đừng chạm vào cái hộp đó, nó là cạm bẫy. Nhưng giây tiếp theo người này đã bị cái hộp nuốt chửng. Bởi vì Tơ mang cái tai nghe về, nên đã bị thầy mo của tộc người hoang dã để mắt tới. Nhưng ông ta hoàn toàn không biết chữ, cũng không tin những lời mà Tơ đã nói. Vì để chứng minh trí tuệ của mình, Tơ nói bên trong cái hộp này là bột mực màu đỏ. Tất cả mọi người đều không tin, cầm vũ khí trên tay và muốn đập vỡ nó ra. Kết quả một đống bột mực màu đỏ bay ra ngoài. Tới lúc này có người đã tin vào lời của Tơ rồi. Ngày hôm sau, họ bắt đầu học tập kiến thức từ trong chiếc tai nghe này. Nhưng thầy Mo nói rằng kiến thức của người ngoài hành tinh đều là tà ác cả. Vì để trừng phạt Tơ, yêu cầu cậu ta bắt buộc phải chấp nhận quyết đấu. Bọn chúng đem thú chiến đấu mộc lên người. Lúc bắt đầu Tơ bị sức mạnh của đối phương làm cho bị thương, nhưng cậu ta đã nhanh chóng đứng dậy, dùng trí tuệ của mình để phản đòn ngược lại về phía đối phương. Lần này cuối cùng thì tộc người hoang dã cũng đã tin anh ta rồi. Tiếp theo sau, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu học tập kiến thức. Nhưng mối nguy hiểm đột nhiên kéo tới. Một con cự thú biết bay đã xuất hiện. Nó đưa cái lưỡi dài của nó vào trong xào huyện của loài người, dính loài ngoài lên trên lưỡi của nó để ăn thịt. Nhưng loài người sau khi đã nắm bắt được kiến thức quyết định bắt đầu phản kích, dùng vũ khí do mình chế tạo để móc giữ đôi cánh của cự thú. Trong lúc tranh chấp, đôi cánh dần dần bị xé rách, cuối cùng nó rơi xuống mặt đất.
Đây là lần đầu tiên loài người dùng trí tuệ của mình để đánh bại quái vật. Họ đã cho xả máu từ trong đầu của cự thú, xếp hàng để được uống máu của nó. Nhưng mối nguy hiểm lớn hơn nữa sắp sửa ập xuống. Cứ cách 3 tuần là tới thời gian thanh tẩy loài người. Chính vào lúc tất cả mọi người đều đang đi ngủ, một cái đĩa tròn đã lăn vào trong xào huyệt. Bên trong xào huyệt, nó bắt đầu phóng thích ra khí độc. Tiếp theo người ngoài hành tinh phóng thích ra nhiều cái đĩa tròn hơn nữa. Loài người tới lúc này mới có phản ứng, nhưng đã bị khí độc giết chết. Bọn chúng dắt theo loài người thú cưng để đi lục soát khắp nơi. Sau khi khí độc tản đi, tộc người tử thương vô số. Hai người ngoài hành tinh đi ngang qua phát hiện ra những người may mắn sống sót, dùng chân đạp lên người họ tới khi họ chết đi. Lúc này có những người có trí tuệ bắt đầu phản công lại, dùng vũ khí trong tay tấn công lên cơ thể của người ngoài hành tinh, dùng móc giữ chặt tay của chúng, hợp sức lại để trực tiếp hạ gục người ngoài hành tinh. Cả một nhóm loài người ùn ùn kéo tới. Bọn họ lần đầu tiên đánh chết người ngoài hành tinh ở đây. Vì sinh tồn, loài người chỉ có thể bỏ trốn. Nhưng bởi vì cái chết của người ngoài hành tinh, do đó bọn chúng quyết định 2 tuần sẽ thanh tẩy loài người một lần. Và loài người thông qua những kiến thức học được từ trong cái tai nghe đã tự xây dựng nên thành phố, còn nghiên cứu ra 2 con tàu không gian để lánh nạn. Loài người lúc này mới ý thức được kiến thức là quan trọng biết bao nhiêu. Nhưng cuộc sống yên bình một lần nữa bị phá vỡ. Thời gian 2 tuần của kế hoạch thanh tẩy loài người đã tới. Người ngoài hành tinh phóng thích ra máy thăm dò đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của loài người. Một khi bị phát hiện thì cả bộ tộc sẽ phải chết. Nhưng cuối cùng cũng không thể phát hiện ra được Tơ và những người khác. Còn các tộc người khác thì bị giết chết khắp nơi. Tất cả các loại máy móc tiên tiến đều đã được sử dụng. Tơ và những người khác vì sinh tồn đã ngồi tàu không gian đi tới tinh cầu Nguyên Thủy. Còn những con người chưa từng học qua kiến thức thì chỉ có thể bị thảm sát. Tơ và những người khác đã thành công trong việc hạ cánh xuống tinh cầu Nguyên Thủy và phát hiện ra có vô số cơ thể của người khổng lồ. Không ngờ là họ đã biết được bí mật của người ngoài hành tinh. Khi bọn chúng ngồi thiền, linh hồn của bọn chúng sẽ bay tới tinh cầu Nguyên Thủy. Ở đây bọn chúng sẽ cử hành một hôn lễ kỳ lạ. Vì để trả thù, loài người đã lái tàu không gian để bắn vỡ hết bọn chúng. Người ngoài hành tinh sau khi mất đi linh hồn đột nhiên trông giống như một người mù. Họ bị ép buộc phải dừng kế hoạch thanh tẩy loài người. Lúc này càng ngày càng có nhiều người ngoài hành tinh mất đi thị lực. Bọn chúng chưa từng cảm nhận qua nỗi sợ hãi này. Cả một nền văn minh ngoài hành tinh đều bị uy hiếp. Bởi vì loài người đã phát minh ra khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn nữa. Người ngoài hành tinh vì muốn duy trì nòi giống của mình đành phải cầu hòa với loài người. Những con người bị bọn chúng bắt nhốt nuôi dưỡng cũng đã có được sự tự do. Sau đó, loài người chế tạo ra vệ tinh và còn ở nơi khác kiến tạo ra quả địa cầu.